Chào mừng cô bán chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Minh Châu. Hôm nay Minh Châu mời cô bán chị cùng em tham khảo về cái dòng máy hàng mini. Ê, dòng bé xíu của thương hiệu Hukan này cô bán chị. Nó có in những cái ưu điểm của con máy lên này. Đây, sử dụng điện là 220V, điện thông dụng của gia đình luôn. Quạt này, quạt nó in cái quạt là quạt lớn đó cô bán chị. 50 đến 60 Hz điện DC. Điện DC có nghĩa là nó ngắt dòng rồi không giật nha cô bán chị. Đó, nó có luôn cả cái biểu tượng cái tay sắt cái quai đây, nó sắt này. Đó, ưu điểm của nó đó các bác chị. Đặc biệt ở cái con máy hàng này các bác chị nhìn nó bé xíu giống như một cái con gà khỏa thân luôn, nó nhỏ tí tèo luôn này các bác chị. Nhưng mà hàng là cũng được chứ không phải là dở đâu nha. Tí em test cho các bác chị tham khảo. Đây. Nó cũng đạt hiệu suất hàng. Hiệu suất hàng là 60 trên 100 các bác chị ạ. Chứ không phải bèo đâu nha. Riêng về dòng này thì quay Bailey 2 cũng có thể chấm được, nhưng mà để xài nó đảm bảo về hiệu suất hàng và chất lượng tuổi thọ của sản phẩm thì các bạn chỉ nên sử dụng que 2 ly rưỡi nha. Que 2 ly rưỡi đổ lại là ok rồi. Đó, thương hiệu Hukan này, có đèn báo nguồn này, đèn báo nhiệt. Đó, đèn báo quá nhiệt đấy các bạn chị, hàng nếu mà hàng mà cày nó cả ngày cả đêm thì nó sẽ lên cái đèn báo quá nhiệt là nó không cho xài nữa. Khi nào nó mát lại rồi nó cho xài. Đây, khe cắm kim hàng kẹp mát này của bán chị. Đó, của bán chị nhìn thấy ổ bo bên trong luôn chưa? Một cái con máy hàng điện tử bây giờ nó làm cực kỳ đơn giản luôn. Nó không giống như hồi xưa mấy con hàng cơ nó quấn nguyên cục đồng luôn của bán chị ạ. À, bây giờ thì nó làm rất là gọn nhẹ luôn. Có quai sắt này. Đó, đơn giản chưa? Đằng sau này công tắc bật tắt sử dụng này của bán chị. Quạt thì nó làm cái quạt lớn nha. Để mát. Đó, cái này thì em nghĩ cái quạt này nó cũng sợ quá nhiệt đâu. Quá trời bừ luôn các bạn chị ạ. Này. Phần thân cũng làm rất là dày dặn này các bạn chị thấy không? Làm rất là dày dặn nha. Đây. Đó. Nói chung là nhìn bên ngoài là cũng tương đối đẹp, nhưng mà được cái là gọn nhẹ, những anh em mà xài gia đình hoặc cần phải mang bát đi như chấm sơ sơ như làm quảng cáo rồi sơ sơ thì cũng ok. Rồi. Phụ kiện đi kèm là một sách hướng dẫn này, một cái dây đeo, búa gọt xì và bộ dây kim hàng kẹp mát. Dây này thì tầm bao nhiêu đây? Này là bói chừng thôi nha các bạn chị, tầm 2 mét rưỡi 2 mét các bạn chị ạ. Đó, tầm 1,5 mét. Rồi còn kèm theo chúng ta một cái mo hàng này nha, để bảo vệ mắt. Đó, em giới thiệu luôn cái kích thước của con máy nha. Đó, chiều dài là 20 này, chiều cao là 15 nhá. Còn cái chiều ngang của máy là chỉ có 10 thôi các bác chị ạ. Đó, nó gòn giống như vậy. Em giới thiệu luôn để các bác chị có thể hình dung được ở nhà mà vẫn hình dung được cái kích thước và cái con máy nó như thế nào nha. Rồi, bây giờ em sẽ test cho các bác chị tham khảo về cái khả năng hàng của cái con Hukan bé xíu này, nó có thể làm được gì. Nói chung là cô bán chị có thể làm chuồn heo, chuồn gà, chuồn chó lặt vặt ở trong nhà là tuyệt vời, với mức giá chỉ có 950.000 và được bảo hành chính hãng 12 tháng cô bán chị ạ. À, vậy là ok rồi gì. Rồi, mời cô bán chị tham khảo cùng em nha. Nó bật sẵn luôn rồi. Có công tắc bật tắt nhưng nó bật sẵn rồi các bạn chị ơi. Đó, nó báo nguồn này. Rồi, không có màn hình. Các bạn chị thí dụ như hàng sắt dày thì hồi trước mắt là cứ chơi mát, mát mum đi. Thử phát nha. Đây, sẵn có cái mo hàng ở đây thì mình test nó luôn. Và wow, sắt dày mà chơi cũng khá lắm các bạn chị. Em giảm xuống xíu nha. Đúng không?
Ê, cô bán chị thấy không? Những cái mối hàng mà mình hàng này. Đó, nóng qua gò nó chưa ra. Đây, cô bán chị. Thấy cái mối hàng của nó không? Đó, rất là đẹp luôn cô bán chị. Rồi, Minh Châu vừa test xong để cô bán chị tham khảo về cái khả năng hàng của con máy của bán chị thấy không? Bé xíu nhưng mà riêng về dòng hàng là cực kỳ đườm nha. Đó, ít bắn tia lửa hàng luôn. Hàng nói chung là xài mà cái con mà nhỏ gọn như vậy xài gia đình là quá tuyệt vời luôn các bạn chị ạ. Những anh em mà làm quảng cáo làm như đi lặt vặt như mấy anh mà thợ sửa ống nước có tiền hàng cái gì là sử dụng cái con này cũng rất là ok. Đó, chỉ với giá là 950.000 bao ship cho các bạn chị đến tầng nhà luôn nha. Nếu đến cửa hàng là Minh Châu sẽ bớt phí vận chuyển cho các bạn chị nha. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin kết thúc ở đây nha. Cô bán chị nhớ đăng ký kênh ở bên dưới và nhấn chuông theo dõi để ủng hộ cửa hàng máy xay Minh Châu nhé. Mỗi khi Minh Châu lên video mới thì được cô bán chị xem và ủng hộ nha. Xem có mua hay không mua được xem là mừng lắm rồi. Em rất là cảm ơn cô bán chị luôn. Rồi video hôm nay em xin kết thúc ở đây. Chào tạm biệt cô bán chị.